Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay tôi cũng vừa mới hay tin là có một người streamer ở trong cái bộ môn này hôm nay là cũng đã chính thức là thông báo là sắp tới là nghỉ bộ môn Auto Chat rồi. Thực ra tôi cũng thấy là không có cái gì là quá bất ngờ cả. Cái điều này tôi đã dự đoán được từ lâu rồi. Cái kênh đó thực sự là lúc livestream ấy thì càng ngày càng đi xuống. Cách đây 125 thì còn ok, chứ còn cái tầm này mà livestream mà không nổi 100 mắt ấy, thì nói thật với anh em là không có thể nào có thể sống được bằng cái nghề livestream đâu. Đó. Cách đây khoảng 1 năm thì tôi có vào xem livestream của bạn đó thì tôi thấy là rơi vào đâu đấy tầm khoảng 30 view, 40 view thì không ăn thua. Nói luôn là cái đấy thì livestream cho vui thì được, đam mê thì được, chứ còn sớm muộn gì cũng nghỉ. Đấy, thì đến ngày hôm nay thì cũng đã thông báo chính thức là nghỉ cái bộ môn này rồi. Và tôi nói thật là tôi cũng xin chia sẻ cái công việc livestream ấy thường nó sẽ phù hợp với cả các anh em mà chưa có gia đình, có nhiều cái thời gian để có thể cống hiến cho các anh em viewer. Đấy, có thể cháy hết mình cho các anh em viewer. Bởi vì cái công việc này nó đòi hỏi là nó phải livestream vào buổi tối, livestream vào ban đêm. Và những cái người có gia đình thì thực sự là cái khoảng thời gian buổi tối và ban đêm rất khó để có thể là sắp xếp cái công việc để có thể là livestream được. Nếu mà không là gọi là chuyên về livestream. Đấy, chuyên cái người gọi là chỉ có livestream thôi đấy để làm cái công việc chính ấy thì người ta mới có thể làm được như thế. Đấy, còn các cái anh em mà kiểu vẫn có cái công việc bình thường ở ngoài, sau đó thì về gọi là làm livestream thêm buổi tối thôi, thì tôi nghĩ là chỉ phù hợp với các anh em độc thân. Còn các anh em mà đã có gia đình thì điều đấy là rất khó. Bản thân tôi suy ra từ tôi thôi. Đấy, tôi thì tôi trước đây tôi cũng livestream. Cái hồi chưa có con thì tôi vẫn livestream được. Nhưng mà từ cái hồi mà có khoai thôi đấy là cũng đã khó rồi. Đấy, sau đó đến mây thì là coi như là dứt hẳn luôn, là không livestream nữa. Đấy, cái hồi mây đẻ là tôi cũng thông báo với anh em luôn là khó có thể là duy trì được cái công việc livestream. Bởi vì là không có thời gian, nói thật với anh em là như thế. Hai đứa thì chắc chắn là rất là khó rồi. Đấy, thế nên là đấy nó là, đó là về sắp xếp về công việc thôi. Đấy, còn về một cái khác mà nó đóng vai trò quyết định, đó chính là yếu tố về tài chính. Đấy, về thu nhập. Thì anh em thử xem là nếu mà một cái kênh mà livestream chỉ có 30-40 mắt thì nó được bao nhiêu tiền một tháng. Nếu mà không có đô lết thì chắc chắn là không có tiền. Đấy, tôi phải nói luôn là không có đồng nào luôn ý. Chứ còn chả phải là có tiền nhưng mà có ít đâu, mà nó là không có luôn. Thế nên là cái việc nghỉ là đương nhiên người ta chỉ có thể trụ được là 1-2 tháng bằng những cái tiền tiết kiệm của người ta thôi. Khi mà người ta làm trước đây người ta có tiền thì có thể là lúc đấy người ta có thể trụ được 1-2 tháng không có tiền thì cũng không sao. Và đây nói chung là cả năm rồi thì đương nhiên là người ta sẽ không thể trụ nổi. Người ta sẽ phải cố gắng tìm một cái công việc khác hoặc là thay đổi một cái game khác để người ta làm. Đó, trong cái trường hợp mà người ta là gọi là không phải làm bán thời gian livestream mà người ta làm gọi là 100% đấy. Gọi là toàn thời gian luôn livestream thì rõ ràng là người ta sẽ phải kiếm một cái game khác để người ta chơi. Đấy. Thế thì cũng đúng thôi. Hama cũng là một cái ví dụ điển hình cho cái việc là chuyển cái trò chơi để có thể là vực dậy lại kênh. Bởi vì cái nếu mà chơi mãi thì rõ ràng là Auto Chat nó sẽ không có khả năng để có thể vực lên. Trừ khi là kiểu làm vì đam mê ấy thì được. Giống tôi chẳng hạn. Hoặc là một vài anh em mới. Đấy, nhưng mà nói thật với anh em là cũng có một cái niềm vui. Đấy chính là nếu mà những cái người cũ đã ra đi ấy, thì nó sẽ là cái cơ hội để cho các anh em mới, các anh em mà chưa bắt đầu có thể tự tin mà vào trong con game này và thử xem, thử sức mình xem. Đấy, thử cái khả năng của mình xem là mình đến đâu. Đó. Tôi nghĩ là có các anh em mà hay chửi streamer ấy, hay là hay chửi youtuber thì đây nó sẽ là cái cơ hội để các anh em có thể vào để thử sức mình. Đấy, làm đi để biết xem là nó như nào nhá. Rồi. Tôi là vui thôi, thực ra tôi đùa ấy mà. Chứ còn khi mà anh em xác định ấy, mà anh em vào cái ngành này và anh em làm thật sự đấy, thì chắc chắn là anh em sẽ nổi tiếng. Cái đấy thì đương nhiên không sớm gì muộn thôi, thì anh em cũng sẽ được công chúng biết đến. Nhiều người sẽ biết đến anh em.
Và cái việc mà anh em để mà đánh đổi cái sự nổi tiếng đấy ấy, thì anh em phải chấp nhận cái việc là sẽ có rất nhiều người ghét. Khi mà có 100 người thì sẽ có 50 người thích anh em và có 50 người là ghét anh em. Đó là cái điều đương nhiên. Nó không phải chỉ có những cái người chơi game kiểu livestream hay là những cái ca sĩ đâu. Mà kể cả là Tổng thống Mỹ thì nó cũng sẽ là 50% thôi anh em. Anh em cứ nhìn cái kết quả bầu cử Tổng thống anh em cũng biết. Nếu mà anh em không biết thì anh em sắp tới này là sẽ có là bầu cử Tổng thống Mỹ ấy. Anh em cứ để ý xem. Không có ông nào vượt quá 60% phiếu luôn. Đấy, nó chỉ rơi vào tầm đâu đấy khoảng hơn 54, 55 thôi là trúng cử rồi, Tổng thống rồi. Đó. Còn cái số còn lại là cái số mà ghét đấy anh em ạ. Nó chỉ chênh nhau có một vài phần trăm thôi. Tức là sẽ có là 50% là những cái người thích và 50% cái người ghét. Tuy nhiên thì những cái người ghét ấy, người ta hay thể hiện ra là người ta ghét cay ghét đắng mình. Đấy, và chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái thể loại đó khi mà làm video clip. Đó thì rất nhiều người ta ghét thì người ta chửi. Và cũng có rất nhiều người ta thích, nhưng người ta không còn nói lời yêu thương. Người ta không có thể hiện như thế. Những cái người ta thích thì người ta âm thầm thích. Hoặc là người ta có thể là âm thầm ủng hộ kênh bằng việc donate các thứ thôi. Âm thầm ủng hộ kênh bằng cái việc là ấn like hoặc là ấn chia sẻ hoặc là comment hoặc là đấy. Đó là những cái động thái của những cái người mà người ta yêu mến. Người ta sẽ không có thể hiện quá nhiều bằng cái việc là ồ anh chơi hay quá, em rất là yêu thích anh, rất là quý mến anh. Thì thực sự cái đấy thì cũng có đôi khi, nhưng mà nó không nhiều. Thường là những cái người thích người ta sẽ âm thầm hơn. Nó lại thế cơ. Trận này chơi gì nhỉ? Trận này khả năng chơi Warrior. Warrior là Half Orc đấy. Warrior hay là Half Orc? 9 Warrior hay là 6 Warrior, 6 Half Orc? À 4 Half Orc. Trứng này. Ok. Như này đi. Tôi quyết định là tôi chơi Warrior anh em ạ. Tiết kiệm tiền thôi. Đằng nào cũng đang không có chuỗi, không có gì. Đấy, quay trở lại cái việc mà tôi vừa mới chia sẻ với anh em ấy. Về cái việc làm nghề gì cũng thế thôi. Nó phải có tiền thì nó mới sống được. Thì mới có thể là duy trì được công việc. Anh em có biết các cái bác sĩ ở bệnh viện y học cổ truyền không? Ở Hà Nội không? Đó, họ cũng làm bác sĩ nhưng mà một thời gian sau là họ cũng đi bán rau luôn đấy anh em. Nói chung là đấy, thì cũng biết là bác sĩ là một cái nghề rất là trân trọng nha, rất là nhiều người yêu quý, quý mến. Nhưng mà không có tiền để mà trang trải cuộc sống thì thôi thì đành phải làm nghề khác thôi. Có cả phóng sự tài liệu trên VTV nha anh em nhá, chứ không phải tôi bịa ra đâu. Đó, thế nên là nó sẽ như này, nếu mà ai mà bám trụ được mà cố gắng đến phút cuối cùng ấy, kiểu cái độ lì ấy, thử độ lì ấy, nếu mà ai lì nhất ấy, người đấy có thể sẽ thành công. Đấy, chưa chắc là đã 100% thành công nhưng mà có thể sẽ là cái người thành công. Đấy, còn những cái người mà không chịu nổi mà bỏ cuộc giữa chừng ấy. Ở đây không chịu nổi thì nó có nhiều thứ. Sức nặng về mặt tài chính này, hay là sức nặng về áp lực về dư luận. Có nhiều thứ. Đấy thì hoặc là áp lực về gia đình nữa. Gia đình cũng là một cái thứ mà cũng sẽ bị là ở đấy. Không phải là ai cũng đồng ý cho người thân làm cái nghề này. Đấy, bởi vì cái nghề, một cái nghề mà nó cái thời gian nó rất là cháy khoáy. Cái lúc mà người ta đi ngủ thì mình lại đi làm. Đấy, mà cái lúc mà mình đi làm thì người ta đi ngủ. Cái lúc mà người ta đi ăn thì mình ngủ, còn cái lúc mà người ta ngủ thì mình lại ăn. Livestream mà anh em, livestream toàn livestream đêm. Đấy, thì livestream đêm thì toàn là 2-3 giờ sáng đúng không? Mới ngủ. 2-3 giờ sáng ngủ, thậm chí là đến 5 giờ sáng mới ngủ. Thì cái khoảng thời gian từ 5 giờ sáng thì người ta bắt đầu dậy, tập thể dục, thể thao. Rồi ăn sáng thì mình bắt đầu lọ mọ là đi ngủ. Đi ngủ xong rồi ngủ phát đến trưa luôn. Mà không phải chỉ có các streamer đâu nhá. Thì tôi được biết là những cái anh em mà làm YouTube, kể cả những cái kênh mà không liên quan gì đến game mà liên quan đến kiến thức, ví dụ như là kiến thức thú vị chẳng hạn. Đấy. Hay là bên Tuấn Tiền Tỷ ấy, là họ cũng như thế luôn. Tức là cái giờ giấc sinh hoạt ấy là họ thường họ làm việc về đêm. Vậy thì cái lý do tại làm sao mà
Chúng tôi là những cái người gọi là content creator ấy, lại làm việc ở đêm, buổi đêm mà không phải là làm ban ngày như mọi người. Nhiều người cho rằng là do cái thói quen sinh hoạt nó không lành mạnh, nó không điều độ, khiến cho là người ta quen cái việc là thức đêm để làm việc rồi. Thì cái đấy nó đúng, nhưng mà nó đúng cũng chỉ một phần thôi. Cái chính nó chính là cái sự tập trung khi mà làm việc ấy. Nó là một cái công việc, anh em cũng biết là nó là một cái công việc sáng tạo, chứ nó không phải là một cái công việc mà chúng ta có thể làm theo công thức, làm đi làm lại. Đấy, chính vì thế nên là nhiều khi là vì là sáng tạo nên phải rất là tập trung suy nghĩ để tìm tòi, tìm ra những cái mới. Thì chính vì thế nên là cái việc mà làm việc ban ngày ấy, nó thực sự là nó không yên tĩnh, nó không đủ yên tĩnh, nó không đủ tập trung bằng là làm việc ban đêm. Đấy, tất nhiên là cũng có những cái người khác, ví dụ như những cái người mà người ta làm việc ban ngày người ta vẫn tập trung, có đấy, có trường hợp như thế đấy, nhưng mà đa phần thì là sẽ không tập trung khi mà làm việc ban ngày. Tôi thấy thế, những cái người xung quanh tôi thế, tôi bản thân tôi rút ra thì tôi cũng thế, mà tôi làm ban đêm nó rất là hiệu quả. Tất cả cái công việc sáng tác nhạc của tôi hiện tại là tôi làm ban đêm đấy. Ban ngày thì tôi thường tôi làm những cái công việc mà tôi quen rồi, tôi trở thành thợ tôi làm ban ngày nó dễ hơn. Ban đêm đòi hỏi những cái công việc nó phải sáng tác, nó phải tìm tòi những cái mới thì làm ban đêm. Đấy. Còn có những cái người ấy mà người ta lại ngược lại, tức là người ta sẽ làm được vào cái không gian ban ngày, và người ta ban đêm người ta sẽ ngủ như mọi người. Đây là nói về những cái công việc sáng tạo nhá. Thì có những cái người là làm được như thế. Những cái người như thế người ta vẫn có thể ra ngoài người ta uống cà phê rất là ồn ào. Người ta có thể vừa uống cà phê vừa làm việc vẫn rất là ok. Đó, tôi đang nói là những cái người mà người ta làm việc về cái mặt sáng tạo nhá, chứ còn không nói về những cái người mà làm việc theo kiểu là sale hay là một trong những cái ngành nghề mà nó không liên quan đến sáng tạo thì có thể ra nói chuyện các thứ gặp gỡ ở ngoài thì không nói. Mà đang nói là về sáng tạo ấy, thì vẫn có những cái người mà người ta có thể viết kịch bản hay là người ta có thể là sáng tác ở ngoài những cái quán cà phê ở ngoài đường vẫn rất là ok. Nhưng mà tôi nghĩ những cái người mà làm được như thế thì cũng ít thôi chứ không nhiều đâu. Ok, chúng ta gặp cái thằng ấy chưa nhỉ? Gặp thằng có chuỗi chưa? Để xem nào. Gặp một thằng rồi. Còn thằng... À, có thằng chuỗi 8 chưa gặp nhá. Thằng chuỗi 10 là gặp rồi, nhưng mà thằng chuỗi 8 chưa gặp. Đây chính là cái để chúng ta quyết định xem là chúng ta có nên xả tiền để cắt chuỗi không. Vẫn còn một cái chuỗi nữa anh em ạ. Đồ à? Lấy đồ cho Berserker. Không biết tôi có lấy sai không nhỉ? Quả này lấy là cũng hơi sai nhá. Berserker 1 sao. Chính ra lấy quả giáp có khi ngon hơn đấy anh em ạ. Hơi sai. Lên 8 luôn. Ok, thôi để ra sau. Không kịp rồi, rao này không kịp. Trên này có hai thằng tên là Nhòn. Không biết là có phải là bạn bè gì không. Tên giống nhau thật sự. Nhưng mà may mà đặt tên nó không giống hoàn toàn. Nó vẫn có chữ viết hoa, chữ N ở đầu. Ui dồi ôi, mất chuỗi rồi. May quá, quả vừa rồi không lên 8 luôn. Vậy là chúng ta sẽ không có cái cơ hội cắt được cái chuỗi nữa. Chỉ còn cái chuỗi 11 kia thì hy vọng là cái chuỗi 11 kia nó có thể giữ được. Để sau round 21 chúng ta sẽ gặp lại. Sau ra 20 chúng ta sẽ gặp lại và chúng ta sẽ xin cái chuỗi đó. Tôi sẽ cố gắng tôi xả tiền để xin. Về căn bản là bây giờ tôi cũng xác định là tôi chơi 9 Warrior rồi anh em ạ. Cái tầm này thì 9 Warrior thôi. Cũng chả phải đổi gì đâu. 9 Warrior bây giờ nó đang rất là mạnh với cái meta này. Nếu mà điểm qua một vài cái đội hình đang hot nhất ý, thì 9 Warrior này gần như đấm được hết. Tôi lấy ví dụ như là Gladiator đang rất hot đúng không? Gladiator là hot cực kỳ luôn rồi. Đấy thì là cái bộ Warrior này nó counter trực tiếp vào bộ Gladiator. Tiếp theo theo đó là đến cái bộ gì? Bộ Beat. Beat cũng là bộ đang rất hot. Rất hot luôn đấy. Bộ Beat đang rất hot thì cái bộ Warrior nó cũng có thể cân được. Còn những cái bộ khác ví dụ như là bộ Clay chẳng hạn
hay là bộ ở đây trận này có 6 Glacier thì rõ ràng là cái việc chơi 9 qua nó là hợp lý rồi. Đó. Glide hay là 6 Glacier đều sợ Warrior. Trong meta này cái bộ mà đấm được Warrior chính là bộ Warlock thì nó đuối anh em ạ, nó rất yếu. 9m5 rồng. 9m5 rồng trận này có. Trận này tôi thấy là mấy thằng nó mua cũng có mua rồng nhưng mà là rồng Aegisid kết hợp với cả mết thôi chứ không phải là 9m5 rồng. Bộ Aegisid thì nó cũng có vẻ như là nó cũng cửa trên đấy. Cũng cửa trên. Nhưng mà chỉ có một thằng chơi thì tôi cũng không ngán. Một thằng chơi thì cũng không sợ. Đây thằng này chơi Warlock không? À có thằng chơi Warlock này, có phải không? Nhưng mà Warlock thì tôi nghĩ là không ăn thua. Nó có thể ăn được tôi thôi nhưng mà nó gặp thằng khác thì chết. Gặp thằng Beast thì đấm cho sấp mặt luôn. Thôi cứ từ tốn thôi anh em ạ, cứ từ tốn thôi. Lên level dần dần. Đấy, cứ 21 lên 9 nữa là vừa. Chơi 9 Warrior thì cứ đúng chuẩn 21 lên 9. Sau đó là xả hết tiền luôn cũng được, nhưng mà phải lên được 9 đã. Sống chết cũng phải lên được 9. Lên được 9 rồi xả sau, bởi vì làm sao? Kiếm cái con 5 đô vào chơi, chúa quỷ này hay là Secret Lancer chẳng hạn. Hay là con 4 đô thì có Doom, có thuyền trưởng. Cái con thần chết nó gánh tôi từ cái lúc mà nó lên 2 sao đến bây giờ đấy. Khá là gánh luôn. Đó, cái round này vẫn có thể thắng được này. Mình cũng không đến nỗi nào đó. À ui, không. Thắng được không? Thần chết được gánh phết đấy. Ok. Ok. Hồi máu, có hai cái nhẫn hồi máu khỏe thật sự. Rồi. Berserker. Nhưng mà tôi chưa đập trứng cho con Berserker đâu. Quả trứng này để dành cho chú quỷ anh em ạ. Cái quả vừa rồi tôi lấy đồ hơi sai đấy. Cái quả mà tôi lấy cái MOM đúng là sai lầm luôn. Quả đấy đúng là tay nhanh hơn lão. Lẽ ra phải lấy cái giáp, cái khiên ấy. Cái nào lấy cái khiên chứ còn lấy cái MOM trong khi Berserker vẫn chưa lên được 2 sao thì đúng sai lầm. Thà lấy cái gương, nếu mà ra gương lấy Berserker cho Berserker thì ngon hơn. Hai ông tên là nhòn sắp đi rồi kìa. Một ông chuỗi trừ 8, một ông chuỗi trừ 6. Dã man. Ok chưa? Yeah. Ồ. Được, toàn mấy cái món đồ ngon thôi. Đồ ngon đấy. Quá tuyệt vời. Rồi. Món này là món tôi cần này. Bây giờ đổi thì đổi đồ nếu mà đổi thì phải đổi đồ tím mới đổi. Cũng không thôi. Rồi lên 9 rồi. Thôi cứ 9 Warrior đã anh em ạ. Chưa phải đổi gì đâu. 9 Warrior cái đã. Rồi Beast này. Vô tư. Ơ mà vô vẩn cắt được cái chuối ấy. Có cắt được không? Có cắt nổi không? Đúng rồi anh em ơi. Con gấu có vương miệng. Vương miệng của chúng tôi. Lên 9 Warrior phát ăn luôn. Quá khỏe. Cắt được cái chuối anh em ạ. Ăn được thằng Beast nó là chắc chắn rồi. Bộ này counter vào nên là chúng ta đấm cái thằng Beast có chuỗi như con. Kể cả là nó có một cái con Dark Spirit đấy nhá. Anh em nhìn thấy quả nó có con Dark Spirit rồi đấy. Mà bây giờ bộ 9 Warrior này nó tín lắm anh em ạ. Lui con thần chết lên 3 sao không? Sandbow Aegis lên 3 sao thì chúng ta cũng không lên. Tôi nghĩ là mua con cá thôi anh em ạ. Còn lấy con thần chết ấy.
khả năng là tí nữa cũng chỉ gọi là chưa tạm thôi, tí nữa dồn đồ cho chú quỷ. Dồn đồ cho chú quỷ, trận này chơi 9 Warrior. Chúng ta chơi, nếu mà chơi cái con Sunbow ấy thì chúng ta lên chơi gót, mà chơi 9 Warrior này thì không. Dồn đồ cho chú quỷ ngon hơn chứ, đúng không? Chơi phải chơi mắc binh chứ, ai chơi kiểu chơi lửa vời. Rồi, thế thôi, 50 tiền roll thôi anh em ạ. Để tôi rèn lại cái món đồ này đã. Kiếm, để xem kiếm ở còn lại là chúng ta sẽ lấy được cái nhẫn, hoặc là chúng ta lấy được cái bling. Lấy bling cũng ngon, nhưng mà thôi từ từ đã, lấy nhẫn đã. Bling thì nữa lấy cũng được. Bao giờ có chúa quỷ rèn bling sau cũng được, không có vấn đề gì hết. Trên này tôi quyết định là tôi không nuôi con Sandbow lên được 3 sao. Mặc dù là nếu mà mua con vừa rồi là chúng ta có coi như là 6 con, có 2 quả trứng ở đây nữa rồi. Nhưng mà quả trứng này tôi đã quyết định là tôi sẽ đập cho chú quỷ thôi. Không có cho con Sandbow. Nếu mà Sandbow ấy mà muốn chơi làm co thì không nên chơi cái bộ 9 Warrior, mà chuyển sang là chơi Warlock này. Đấy, Warlock, trận này có luôn. Trứng này chỉ đập cho một là chú quỷ, hai là Secret Lancer, ba là Doom rồi. Ok. Tôi đang có cái găng Tekira. Lên 10 thì chúng ta lại kẹp cái con Velom mà thôi, chứ còn không kẹp được con Medusa đâu. Medusa thì như này, khi mà chúng ta có một cái găng Tekira nữa thì tôi sẽ bán cái con Velom đi, tôi cho thêm một cái con Medusa vào. Đấy, chúng ta sẽ có kích hoạt thêm cái bộ Marine. Trên này có cả Aegisit này, Aegisit rồng. Càng đấy. Ui mẹ ơi, còn có 27 máu ạ, tụt nhanh vãi đài luôn. Vừa lấy vẫn còn nhiều máu thế, bây giờ tôi tụt được gần chết, mấy cái thằng nhót kia chưa chết đi. Ơ, thằng King Lisu, à, đi rồi. Cũng phải có người đi chứ. Từ từ nha, xem món này có dùng được không. Không dùng được rèn luôn. Về căn bản là trận này cũng không có thằng nào nó chơi trùng bộ với chúng ta. Warrior không có thằng nào chơi. Nhưng mà có mấy cái thằng Beat ý. Thằng Beat nó cũng chơi co là mấy cái con Warrior. Nên là nếu mà giữ lại cái kiếm nội chiến thì cũng ngon. Giờ hướng tới con này thôi. Thằng Beat nó xanh thật đấy. Một thằng Beat khác thì đang sắp đi rồi. Thằng Beat đang dùng cái con Doom 2 làm con co, sắp đi rồi. Mà trận này nói chung là cũng nhây phết đấy. Đến tận round thứ 24 mới có người ra đi. Cái kiếm nội chiến tôi nghĩ lại rồi, chắc không cần đâu. Bởi vì những cái thằng bây giờ nó đang sử dụng cái con Warrior ấy, nó cũng sẽ đi thôi. Tí nữa gặp Aegisit là đi, mà Beat thì sợ Aegisit lắm. Gặp Aegisit thì đi thôi. Aegisit mết nó xòe phát chết. Còn có tí máu kia đỡ không sao được. Thôi vứt kiếm nội chiến đi anh em ạ. Kiếm lấy cái đồ tím nha anh em nhé. Ok. Búa bình minh à? Chắc chắn là cái búa bình minh à? Lên 10 cái đã này. Hai món này ngon đấy. Giáp thép và gương thần ngon. Cả hai đều ngon luôn. Nhưng mà tôi đang hướng tới là cái gì? Cái găng Tekira cơ anh em ạ. Phải có găng Tekira. Hơi đen nhỉ. Có găng Tekira mới kẹp được cá. Chuyện này là phải kẹp cá. Không kẹp cá toang ấy. Thằng Mết Aegisit nó phọt cho một phát là bay màu luôn ấy. Ok. Rồi chắc là tôi nghĩ là dồn đồ cho con xe Secret Lancer thôi. Rồi gặp Beat không sao, gặp Beat đánh được. May mà gặp thằng này nhá. Ok. Ơ vẫn thua không? Tôi nghĩ là không đâu. Ồ con Doom nó có bất diệt, có gương. Nhưng mà vô tư bạn ơi. 12 máu đi luôn không? Chắc là không. Lancer này là bây giờ ra một con nữa đập trứng luôn.
Ngộ không à? Nhưng mà thôi, con này không có slot cho vào đâu anh em ạ. Thực ra nếu mà bây giờ chuyển sang 6 bit kết hợp với cả 6 warrior sao? Có cần phải như thế không nhỉ? Cũng được. 6 bit 6 warrior đánh nhau với cái nhà warlock. Ok. Rồi, chúng ta có chú quỷ ở đây. Thực ra hiện tại là chúng ta đã form được cái đội hình tối thượng của bộ này rồi, chỉ còn chưa lên được 2 sao thôi. Ra là con chú quỷ và ra được xe cái Lancer, tức là cái bộ này nó đang là tối thượng rồi đấy, form được mạnh nhất có thể rồi. Ra được cả con Velomancer để kẹp Kira vào rồi. Từ từ đã, beat từ từ đã nha anh em nhá, chưa có slot. Từ từ đã, cứ phải form 9 Warrior mạnh đã. Ui dồi, nắm trứng thế. Nhiều trứng thế này vớ vẩn lại coi như là chú quỷ 3 sao ấy chứ. Ôi dồi, lại một quả trứng nữa này. Điều đấy nhở. Đây có phải là chú quỷ 3 sao không anh em? Tôi có 5 con chú quỷ rồi đấy. Thiếu 4 con nữa thôi. Để tôi rèn đồ, tôi kiếm lốt cái găng tay Kira anh em nhá. Kiếm lốt cái găng tay Kira, bỏ cái con Velom ra kẹp cá vào. Ui, đây rồi, quá tuyệt vời anh em ạ. Thôi rồi, xong rồi. Xong rồi đấy. Bây giờ thì không sợ nào đâu. Không sợ bố con thằng nào hết. Chấp cả thằng mết luôn. Mết sang đây hộ cái. Ok. Hai găng tay Kira. Mỗi con cầm cái. Đây là mới là tối thượng, kẹp được cả cá vào nữa. Đấy, mấy cái thằng dưới kia nhây phết nhỉ anh em nhỉ. Có tí máu nhưng mà sống dai phết đấy. Từ lấy giờ chưa thằng nào chết luôn. Bây giờ con Berserker mới lên được 2 sao. Bây giờ chỉ cần ra một trong hai con là chú quỷ với cả Lancer, tôi sẽ đập trứng luôn. Con nào ra trước thì lên trước. Tất cả đều có thể sử dụng được cái đống đồ này. Hai con đều dùng được. Trận này tiếc là không có Tsunami ấy, chứ còn nếu mà có Tsunami thì nó mới là tối thượng cơ. Bộ này nó phải Tsunami, một con đánh gần để thêm cái hiến tế nữa, thêm một tầng Kira. Ui thằng này nó kẹp gì đấy? Bốn cá à? À thằng này bốn cá. Khỏe đấy. Nhưng con chúa quỷ của tôi nhìn trông vẫn lực lắm. Này thì ngộ không này. Ui. lô vả đau thật đấy. Quạt nó phát chết con. Ui lại quả trứng nữa này. Vãi đái. Ô. Cái gì thế này? Buôn trứng à? Trời ơi buôn trứng à? Trận này là bây giờ là chúng ta có ở đây nó là 6 con chúa quỷ rồi. Hoặc là đây nó sẽ là 6 con Lancer rồi. Chỉ còn 3 con nữa thôi là lên được 3 sao đấy anh em. 5 đô 3 sao. Cơ hội. Đây sẽ là cái cơ hội để chúng ta có một trận đấu 5 đô 3 sao đây. Dã man thật sự. Blink quá tuyệt vời. Đây rồi. Phải có Blink vòng sau anh em ạ. Phải có Blink vòng sau. Chơi cái bộ Warrior mà không có Blink thì rất tù luôn. Có Blink thì nó sẽ khác đấy. Được rồi. Đen rồi đấy. Đen nhờ. Cay thật. Chiếm lan. Cần gì thủ. Chơi mắc binh luôn. Full tấn công anh em nhá. Không cần thủ luôn. Tí lấy đồ full tấn công. Đập chỗ đao. Con này cái đam to lắm. Chú quỷ này bây giờ nó có Kira vào rồi nó khác biệt. Bây giờ chỉ là không lên được 2 sao thôi. Bây giờ mới lên được 2 sao nữa thì
còn thậm chí là tôi bây giờ tôi còn chưa có đồ cam cơ, chưa có một cái đồ cam nào. Quyết định hy sinh đồ cam để lấy hai găng tay Kira đấy, mà tôi thấy nó cực kỳ khác bọt luôn. Hy sinh hai món đồ cam, à hy sinh một món đồ cam để lấy hai găng tay Kira. Thằng này chắc đi rồi, thằng này Hunter thì đi chắc rồi. Trời ơi, con chúa quỷ nó nhảy vào con súng rồi nó stun luôn, bình minh luôn thì thôi chịu rồi. Đấm vỡ mồm luôn, một máu rồi chắc chắn đi. Súng kể cả có bất diệt thì cũng không thể làm gì được. Bắn vào tự hủy rồi. Ấy, tôi lại đang có chuỗi này. Anh em thấy không? Cái bộ 9 Warrior nó rất là mạnh ở trong cái meta này. Thực sự ấy, rất mạnh luôn ấy. Đây là còn đội hình còn toàn một sao, không thèm có đồ cam luôn đấy nhá. Không có cái đồ cam nào luôn. Đội hình toàn một sao luôn. Chúng ta đổi lấy một cái món đồ tím nữa nhá. Hay đồ cam. Đồ cam thì không đủ, đồ cam thì phải vứt cái bi à, cái bling. Thế thôi. Từ từ đã. Chả có gì mà phải vội. Ui giời ơi, lẽ ra là con khỉ 2 sao rồi đấy. Sáu Glacier máy bay 2 sao. Ui bắn đau đấy. Thằng này thì thua, thằng này chắc tôi thua. Ơ được không? Vẫn ăn được này. Con máy bay là hút máu không ăn thua. Không ăn thua. Mạnh thật sự luôn ấy. Ui rồi ôi đây rồi anh em ơi, thôi vô địch rồi. Lên 2 sao là vô địch, không cần phải 3 sao làm cái gì cả. Đấy, nhưng mà tất nhiên là cái con này nó đang có một cơ hội lên 3 sao rất lớn đấy nhá. Bây giờ là chỉ còn thiếu là gì, 2 con nữa thôi anh em ạ. Chỉ cần ra 2 con nữa thôi. 2 con chúa quỷ nữa thôi là chúng ta chắc chắn lên được 3 sao. Đừng có ra trứng nữa nhá, đủ trứng rồi, bây giờ chỉ có ra chúa quỷ thôi. Chắc phải đổi tên thành Tuấn Trứng. Tuấn Cơm hơi sai. Chắc này như kiểu Tuấn Buôn Trứng ấy nhỉ. Ngày trước biệt danh của tôi là Tuấn Cơm cũng là bởi vì là tôi đi mua thức ăn, tôi đi mua cơm cho đồng nghiệp ở trên công ty mà. Ngày nào đi mua cơm cho đồng nghiệp thì là gọi là Tuấn Cơm luôn. Anh lui. bây giờ thành Tuấn Trứng. Tuấn Buôn Trứng ở trong game. Ui anh em nhìn nó vả kìa. Thôi thầy nói chung là cũng đi. Vẫn chưa thấy ra thêm con nào. Đồ cam nhỉ. Chúng ta lên hướng tới một cái đồ cam. Ok, đổi đồ cam nhá. Ui giời ơi, quá ngon. Thôi xong rồi. Xong rồi đấy. Đối thủ Ngộ Không một sao vô tư. Ngộ Không một sao vô tư. Còn không có hút máu cuối thì đỡ làm sao được. Có Dash Split 2 sao thôi. Cũng chả sợ. Bây giờ bộ Warrior này nó cũng không sợ cái con Dash lắm đâu. Dash bắn vào tự ngửa chết luôn. Phản lại chết luôn. Ui anh em nhìn cái con chúa quỷ nó quạt kìa. Quạt một phát chết con. Ngộ Không. Ngộ Không vả một phát chết luôn. Ngộ Không phải 2 sao cơ thì may ra mới sống nổi. Ngộ Không một sao thì làm sao mà chịu nổi một quạt. Một quạt của nó là ăn thẳng vào giáp luôn đấy anh em ạ, chưa tính Kira. Một quạt cỡ đâu đấy nó phải 1500 máu. Ngộ Không 1000 máu là chết rồi. Nói chung ấy là cái tầm này thì Ngộ Không không lên 2 sao được thì thôi xác định luôn là cái trận này là nó đã ngã ngũ rồi. Không thể có cửa được với tôi đâu. Bây giờ phải Ngộ Không 2 xong rồi đồ nó phải có hút máu rồi nhá. Chứ còn đồ mà không có hút máu thì nói chung là Ngộ Không 2 thì nó cũng vẫn là không có cửa. Ok. Khỏe quá rồi. Bây giờ có ra chúng ta chuyển sang là Glacier, 6 Glacier, chúa quỷ 2 sao làm co. Đấm đau nữa. 6 Glacier kết hợp với cả chúa quỷ làm co và thêm con Medusa khống chế nữa. Đây rồi.
Nhưng mà trứng thì tôi nghĩ là tôi sẽ không đập cho Lancer đâu. Đồ này lấy, thực ra ba cái này đều lấy được, nhưng mà thôi tôi lấy cái chén thánh cho nó có khả năng hồi máu. Lấy thêm được một cái đồ tím nữa này. Random thôi. Ra này chả có món đồ nào ngon cả. Gợi như ý à? Gợi như ý này thì lại không thay được. Từ từ đã, không đập trứng đâu. Trứng này để dành cho chú quỷ ba đi. Cái gậy như ý thôi để cho con Lancer đứng sau nó đánh thôi. Chứ còn cái đồ ở trên người con chú quỷ là đủ rồi. Ui dồi ôi, anh em nhìn nó quạt kìa. Quá khỏe luôn đấy. Ngộ không? Ngộ không? Đánh trượt, đánh trượt, đánh trượt, đánh trượt. Đánh trượt. Khỏe quá. Chúng ta chơi hai co cũng được. Cho con Lancer đằng sau đánh. Rồi, chuyển dần sang Glacier thôi. Chú quỷ liệu rằng có lên được 3 sao không? Tôi thấy tình hình này là hơi khó đấy. Round, mấy cái round vừa rồi ấy, là chúng ta luôn cũng có ra con nào đâu. Không hiểu tại sao. À, lấy con gấu bắt tôi nhưng mà con chú quỷ này nó quá khỏe luôn ấy. Nó vụt phát con gấu chết rồi. Ui anh em nhìn kìa. Vãi đà ấy. Con hộ không đầy máu nó vụt phát gần chết luôn. Bạn chơi được không? Ổn không bạn ơi? Ui dồi. Khỏe thật sự ấy. Thực ra nó kẹp Metalist rồi nhưng mà nó cũng không ăn được tôi. Đen nhỉ? Chú quỷ mãi không ra này anh em này. Cay thật. Chật vật mãi mới lên được 2 sao. Bây giờ có một đống trứng này rồi. Hai con nữa thôi mà không ra cho tôi lên 3 sao. Hai kẹp 2 Metalist thôi chứ không phải là 4 Metalist. Kẹp 2 Metalist thôi. Vẫn thiếu cái con Phong Vũ. Chưa tìm được ra Phong Vũ để kẹp vào. Nhưng mà nếu mà bỏ Phong Vũ vào ấy thì là nói chung là nó sẽ phải chấp nhận hy sinh là sẽ mất cái con Medu. Bỏ con Medu ra. Khỏe quá anh em ạ. Rồi round sau là đi rồi. Nó bỏ con Medu ra thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ yếu đi đấy. Thứ nhất là không có khống chế. Thứ hai là gì? Không có cái Marine. Không có tộc Marine. Nó có chấp nhận bỏ Medu không? Mà phải tìm ra Phong Vũ đã. Chưa tìm ra Phong Vũ thì nói chung là không ăn thua. Ngộ không 2 sao rồi đấy. Đồ toàn đồ cam thôi nhá. Con ngộ không 2 sao. À kẹp cọc anh em ạ. Kẹp cọc, kẹp cọc, kẹp cọc. Kẹp cọc, kẹp cọc, kẹp cọc. Cọc đâu? Cọc đâu, cọc đâu, cọc đâu, cọc đâu. Ơ, tưởng kẹp cọc. Không dám kẹp cọc, không dám kẹp cọc. Không dám kẹp cọc thì cậu chết rồi. Nó cho 4 vua lóc vào anh em ạ. Thầy chơi 4 vua lóc. Ra cuối là nó bỏ cái con Metalist ra. Xong nó cho vua lóc vào, vẫn thua thôi. Bây giờ chỉ Warrior nó khỏe lắm. Thực ra ra này, cái trận này thì tôi không có đánh đồ thủ để tôi lấy cái sát thương bằng cái việc là phản. Mà tôi lấy toàn đồ đam mà. Nên là cái việc mà nó kẹp thêm hút máu vào cũng chả để làm gì. Tôi đam to chứ tôi đâu có giáp to đâu. Cho hút máu vào là đúng là sai lầm rồi. Trận này ra cuối là nó nghĩ là vì là bị phản chết ấy. Nên là nó mới cho cái con hút máu vào. Kích hoạt là 4 warlock. Đó, xong cuối cùng là thua còn nhiều hơn. Chính ra để Metalist còn có cửa ăn được. May mắn ăn được. Rồi anh em thấy hay để tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Bộ beat thật sự là nó rất mạnh ở trong cái meta này anh em ạ. Anh em có thể chọn clip bên trái để xem beat và Glacier anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem beat thần giáo. Đã quay trở lại và cực kỳ mạnh luôn. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc.
cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.